Đa số mọi người ra khởi nghiệp xong bỏ cuộc vì lý do này. Khi mà mới ra khởi nghiệp trong 3 tháng đầu tiên mình kinh doanh bánh mì mà mình không kiếm được tiền. Mình cũng đã tính có ý định bỏ cuộc anh em ạ. À. Nhưng lúc này mình hỏi lại mình tại vì sao, lý do vì đâu mình bắt đầu công việc kinh doanh này. Đâu là động lực để mình khởi nghiệp? Có anh em nào rơi vào trường hợp như mình đây không? Có một lần đi chơi cùng với người yêu, người yêu của mình bảo anh ơi em khát nước, lúc này trong túi của mình không có tiền. Mình chỉ biết nói là em ơi gần về tới nhà rồi, về tới nhà rồi uống nước. Có anh em nào rơi vào trường hợp giống như mình không? Đến tiền mua một chai nước suối cho người yêu còn không có. Và đây là động lực để giúp mình quyết tâm khởi nghiệp thành công Và mỗi lần mình có ý định bỏ cuộc thì mình luôn hỏi mình là lý do vì sao mình bắt đầu Mình bắt đầu công việc kinh doanh này để mình có nhiều tiền hơn Để có một cuộc sống tốt hơn Và để cho gia đình mình được hạnh phúc hơn Và đây là động lực để mình khởi nghiệp Và khi khao khát đủ lớn thì mình hành động đó có kết quả anh em ạ Và mình đã khởi nghiệp được 10 năm và hệ thống bánh mì của mình đã có vài trăm điểm trên toàn quốc anh em nào đang mong muốn khởi nghiệp với mô hình bánh mì này thì liên hệ với mình mình chia sẻ bí kíp để kiếm tiền